chào tất cả bạn đã quay trở lại kênh mình nhé. Hôm nay lên cho anh em có chiếc bọc kiều đại trà 2m anh em, 2m16 cũng cảm anh em. Mình quả táo nghe em cho anh em cần. Quả táo Lea này là 3875 anh em nhé. Đấy, thì là rất chi là đẹp, 3875. Đấy. Đây là con diều này, con diều đại trà dán tại caro anh em nhé. Đây cho anh em vài caro. Đấy, phun nan xoắn anh em nhé. Đấy, tất cả đều là xoắn hết. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bay thử cho anh em xem nó như thế nào anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đi kéo dây. Mình sẽ quay một chút cho anh em nhé. Đấy, 6 đi. 6 le đây anh em ạ. 3875 nha anh em nhé. 3875 luôn. Đó, diều rắn 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 vãi anh em. Phun carbon xoắn anh em nhé. Bao dung tố luôn cho anh em. Rất chi là đẹp. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bay cho anh em xem siêu phẩm anh em nhé. Diều ở đây mình cho đang cho cống quặng đá này, đá này là 1,5 nặng anh em nhé. Còn mấy quả sáo này là 2 nặng, hơn 2 nặng anh em. Để chuẩn bị bay cho anh em. Đấy. Bây giờ mình sẽ chống máy để bay cho anh em nhé. Anh em cùng xem siêu phẩm. Mình cầm lên bay cho anh em đối chất. Nhiệt lắm anh em. Ăn đều giữa luôn. Đúng là đại trà đủ cân đủ lạng là vẫn phải là khét luôn anh em. Đó, đủ cân đủ lạng. Đó, biển như bụt luôn. Đó, đảo nhẹ nhàng luôn anh em nhá. Sáo rất là kêu luôn. Con diều ấy vẫn chưa có chủ anh em ạ. Vẫn chưa có chủ luôn. Anh em mà mua cả con boa thì bán cho anh em 8 lít anh em nhá. Quay diều cho anh em xem. Đây. Uầy, anh em rất dễ lên luôn. Màu cam cực kỳ nổi anh em luôn. Em cho lên 2 cho anh em nhìn rõ. Đấy anh em ơi. Đấy lắp 6 giàn thì kêu phải hết nước chấm luôn. Rất là bồng bềnh luôn. Dây thì cứ gọi là như thế này anh ạ. Đấy, dây này. Đó anh ạ. Đấy, bồng bềnh không? Sẽ lên phát là những một dán lên trời. Đây là mình đang thả dây 1-2 nên là nó hơi vỗng một chút nhá. Lại này mà thả bút thì tôi bị có cái khép thêm kẹp luôn. Lèo nó hơi cao, nó hơi đảo anh em ạ. Đây. Rồi, có tiếp tục có về tận tay anh em nhé. Anh em cũng rất nhiều rồi. Siêu mình rồi anh em ơi. Thank you.
Rồi ơi, không về tận tay anh ạ. À.